bạn em hôm trước làm môi xong về nhưng mà nó bị mụn nước chị ạ. Đấy thì tình trạng như thế này thì là như nào hả chị? Thực ra thì herpes là đã có sẵn trong cơ thể của chúng ta rồi. Khi mà gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ phát triển thôi. Tuy nhiên không phải là 100% những trường hợp làm môi đều bị lên mụn nước. Mà sẽ có người bị và người không bị ạ chị? Đúng rồi, nó do cơ địa em ạ. Còn trong trường hợp mà có bị mụn nước đi chăng nữa thì đi cây cũng đã có những cái hướng xử lý cũng như là những cái đơn thuốc và những cái dặn dò rất là chi tiết ở trong này rồi. Thôi thế thì yên tâm, tại vì em hay quên lắm. Không lo, mai chăm sóc khách hàng cũng sẽ gọi điện lại và hướng dẫn cũng như tư vấn lại em từ đầu những cái thông tin này và có vướng mắc ở đâu em hỏi các bạn ấy luôn. Tuyệt vời luôn chị ạ. Có một cái công nghệ nữa ở đi cây cũng rất là tốt. Nếu như mà em lo lắng cái vấn đề mà lên mụn nước thì em có thể xử lý plasma khử khuẩn. Bởi vì khi mà em plasma khử khuẩn xong thì em sẽ giảm được 99% viêm nhiễm cũng như là mụn nước nhé. Em không phải lo. Làm plasma có đau không chị? Không, em ạ, cực kỳ nhẹ. Nó có giống plasma mà khi mình mổ đẻ xong rồi mình chiếu cái tia plasma đấy nó là mổ đẻ chính xác. Đúng rồi, chính xác đấy em ạ. Đấy là plasma khử khuẩn, plasma vuông. Nó sẽ giảm viêm nhiễm cho em nhé. Nếu nó không đau thì em làm nhé. Xay khô về mặt mà không đau, yên tâm. Thế thì em biết, em làm cái đấy. Bây giờ mình bắt đầu nhé em nhé.